bình thường đều là Lương Công Công mang khẩu dụ đến. Sao hôm nay lại đổi người vậy? Hôm nay Công Công có việc, Vương Phi cứ đi theo nô tỳ là được. Không đúng, ngươi không phải người của Hoàng Thượng, ngươi là ai? Tự Nhi, Tự Nhi. Vương gia, ngài làm sao vậy? Vương Phi đâu? Hoàng Thượng sai người đưa Vương Phi vào cung. Vương Phi đã đi rồi, đến giờ vẫn chưa về phủ. Hỗn sự! Ta đã dặn ngươi canh chừng Vương Phi, không được để nàng ấy rời khỏi Vương Phủ nửa bước. Ngươi, Vương gia, không có khẩu dụ của Hoàng Thượng, ngài không thể tự ý vào cung. Vương gia, giày của ngài. Tỉnh rồi à? Ngươi là ai? Lại dám bắt cóc Vương Phi đương triều? Nếu Đoan Vương biết chuyện này, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Đoan Vương ư? E là Đoan Vương tìm khắp cả hoàng cung cũng không tìm được đến đây. Hơn nữa không có khẩu dụ của Hoàng Thượng, Đoan Vương sao có thể vào trong cung được? Nghe nói ngươi và Đoan Vương vốn đã xa cách, ngươi còn mơ tưởng rằng Đoan Vương sẽ đến cứu ngươi sao? Ngươi nằm mơ đi. Ngươi to gan lắm, chết đến nơi rồi mà vẫn cứng miệng. Ngươi cứ ở đây chờ chết đi. Ngươi ngoan ngoãn chút đi. Ngươi đâu? Ngươi hãy tiết kiệm chút sức lực đi. Cho dù ngươi kêu gào thế nào cũng không có ai đến đây đâu. Lão nô đã dùng kim mấy chục năm, còn có kỹ năng dùng kim để khắc hoa văn vào da và máu thịt. Vương Phi có muốn thử không? Được lắm đồ tiện nhân, không cho ngươi biết tay, ngươi sẽ không ngoan ngoãn nghe lời ta đâu. Từng thử chưa? Có muốn nếm thử nến nóng chảy không? Rốt cuộc là ai muốn dùng ta vào chỗ chết? Muốn biết là ai à? Còn lên mê gì nữa vậy? Giết quách đi cho xong, bổn cung không có nhiều kiên nhẫn vậy đâu. Nương nương, là ngươi. Thanh y tìm thấy chưa? Bẩm vương gia, vẫn chưa tìm thấy. Thuộc hạ được biết, thuộc hạ được biết hôm nay hoàng thượng không triệu kiến Vương Phi. Sau khi Vương Phi vào cung đã biến mất không dấu vết. Đi thôi. Ta với Hiền Phi nương nương không thù không oán, tại sao nương nương lại muốn dồn ta vào chỗ chết? Nếu Đoan Vương biết ta đến giờ này vẫn chưa về, nhất định sẽ vào cung tìm ta. Nếu chuyện này truyền đến tai hoàng thượng thì nương nương phải làm sao? Ngươi hay lắm đồ tiện nhân mầm miệng sắc bén, chẳng trách ngươi lại có thể dựa vào vài phần tư sắc cùng lúc dụ dỗ Đoan Vương và hoàng thượng. Ngươi đã nhắc nhở bổn cung, bổn cung phải nghĩ ra cách vẹn toàn để không có ai làm khó được bổn cung. Xé y phục của cô ta ra. Đừng mà, đừng mà, bỏ ta ra. Người nói xem, Vương Phi đương triều giam giữ với thị vệ, được Hiền Phi Hiền Lương Thục Đức ban cho hạt đỉnh hồng thì thế nào? Hiền Phi nương nương, ta chỉ chung tình với Đoan Vương điện hạ. Con có từng nghĩ, ta không hề có ý bám lấy hoàng thượng, mà là hoàng thượng đã cưỡng ép ta ăn nói hàm hồ. Đương kim hoàng thượng có hàng ngàn phi tần hậu cung, lẽ nào chỉ vì ngươi có vài phần giống hoàng hậu cho nên mới phải lòng ngươi? Được cười, ba ba, còn không mau ra tay đi.
Đừng ba. Đừng ba. Sao rồi? Không sao chứ? Thiền Phi, ngươi dám dùng tư hình, ngươi không muốn sống nữa à? Vương gia, đừng giết cô ta, thuốc độc đó là giả. Lần trước cô ta đã cầu xin cho đại bảo, ta nợ cô ta một lần, lần này coi như trả nợ cô ấy. Đêm nay bổn vương nể mặt Vương Phi nên sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi nghe rõ cho ta, nếu có lần sau, bổn vương sẽ băm ngươi ra thành ngàn mảnh. Hiền Phi, hắn không đáng đâu. Đợi ta một chút. Đừng cử động. Lỗ kim trên người nàng cần được xử lý kịp thời. Sẽ hơi đau đấy. Nàng nắm chặt tay ta, nắm chặt lấy ta. Được rồi. Thuốc này có thể làm giảm cơn đau của nàng. Nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt. Vương gia. Vương gia. Người đâu? Người đâu? Ngài tỉnh rồi à?
Vương gia, ngài tỉnh rồi à? Nàng... Sao nàng lại ở chỗ của bổn vương? Nàng còn đang bị thương, mau về nghỉ ngơi đi. Vương gia, đây là phòng của Vương Phi. Vương Phi biết hôm qua ngài đã dầm mưa cả đêm, lại còn không màng tới bản thân và cung cứu người, nên đã chăm sóc ngài suốt cả một đêm. Nếu ngài đã tỉnh rồi, vậy thuộc hạ dìu ngài về, để Vương Phi nghỉ ngơi nhé. Đi thôi Vương gia. Được. Vương gia, áo choàng của ngài. Vào đi. Sao nàng lại ra ngoài rồi? Nàng còn đang bị thương, cần phải nghỉ ngơi thêm. Ta không sao rồi, đa tạ ơn cứu mạng của Vương gia hôm qua. Trước đây là ta thiếu suy nghĩ. Chuyện hôm đó, ngài làm gì vậy? Tiêu Triệt, ngài điên rồi à? Tiêu Triệt, ngài có biết ngài đang làm gì không? Hôm đó là do ta không khống chế được cảm xúc. Vương gia không cần để tâm. Hôm nay ta đến là có chuyện muốn nói cho Vương gia biết. Mấy hôm trước, Hoàng thượng đã gọi ta vào cung và bảo ta tìm kiếm di chiếu trong phủ của ngài. Đoan Vương đã có được một bảo vật giấu ở trong một hộp gấm. Nàng giúp chậm lấy nó nhé. Bây giờ hắn lại muốn ta làm chứng nàng ngài đã sai ta giết chết Vương Hoàng hậu. Chỉ cần nàng chỉ đích danh Đoan Vương, nói rằng hắn uy hiếp nàng nên mới vô tình hại chết Vương Hoàng hậu. Tiêu Mặc thấy mãi vẫn chưa tìm được di chiếu, nên muốn đổ tội danh mưu hại Hoàng hậu lên đầu ta. Như vậy, di chiếu sẽ không thể đe dọa hắn nữa. Nhưng một khi Tiêu Mặc làm chuyện này, đây sẽ là tội chết. Vương gia không thể lơ là cảnh giác. Lúc Tiên Hoàng bệnh nặng, từng triệu kiến Giang Thủ Phụ và Vương Thái Phó cùng soạn thảo chiếu thư để truyền ngôi cho bổn vương. Sau đó Tiêu Mặc đã mua chuộc Giang Thủ Phụ, thay đổi di chiếu đăng cơ, Vương Thái Phó lại chết đột ngột. Di thư ở đâu không ai hay biết. Nói như vậy, cái chết của phụ thân ta năm đó ắt có uẩn khúc. Vương gia, chúng ta không thể ngồi yên chờ chết nữa. Tự nhiên, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ trả lại công đạo cho thế gian này và Vương gia. Bây giờ chuyện gấp trước mắt là phải tìm thấy di chiếu thật. Ai lấy được nó trước sẽ chiếm thế thượng phong. Nếu năm đó phụ thân của ta và Giang Thủ Phụ cùng ở đó, thì chúng ta sẽ tìm được manh mối ở hai nhà Giang gia và Vương gia. Hoàng hậu, hôm nay là ngày thứ 27 sau khi nàng mất. Trẫm đến thăm nàng đây. Hoàng thượng, Hoàng thượng bị kinh sợ rồi. Hay là người nghỉ ngơi sớm đi. Người lùi xuống trước đi. Trẫm có chuyện muốn nói với Hoàng hậu. Vâng. Hoàng hậu, nàng yên tâm, trẫm sẽ bồi tán và cẩm ly cùng nàng. Bái kiến phụ thân. Sao hai người lại đến đây? Phụ thân, hôm nay con gái đến đây là có chuyện muốn nói với người. Cái chết của Vương Hoàng hậu không phải là sự cố. Chuyện này liên quan đến cả Giang gia. Nghiệt chướng. Cái chết của Vương Hoàng hậu có liên quan tới con phải không? Vâng. Nhưng người đứng sau chuyện này là Hoàng thượng. Là Hoàng thượng muốn hại chết Vương Hoàng hậu. Con gái nhất thời hồ đồ bị Hoàng thượng lừa gạt, nên mới mua chuộc nô tỳ Hoa Tiên bên cạnh Hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng muốn trừ khử Vương Hoàng hậu sao? Hoàng thượng bề ngoài thì rất tốt với Vương Hoàng hậu, nhưng sau lưng lại bỏ thuốc hãm hại Hoàng hậu. Hoàng thượng không muốn có con nối dõi mang huyết mạch của Vương Thị. Ăn nói hồ đồ. Đoan Vương, nếu tiểu nữ bị hình bộ và đại lý tự tìm ra bằng chứng thuyết phục,
thì không chỉ Giang gia bị liên lụy, mà còn cả Đoan Vương nữa. Nàng ấy đã gả cho bổn vương, mọi hậu quả sẽ do bổn vương và nàng ấy cùng gánh vác. Phụ thân, trong lòng Tiêu Mạc luôn về chừng Giang gia và Vương gia, lại càng về chừng Đoan Vương. Vì vậy mới xúi dục con gái hại chết hoàng hậu, giá họa cho Vương gia. Hoàng thượng làm như vậy là để tóm gọn tất cả mọi người, diệt trừ hậu họa. Giang gia và Vương gia đang trên cùng một con thuyền, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Lần này con gái đến đây là vì bản thân, cũng là để tìm một con đường sống cho Giang gia. Vậy theo ý của Vương gia, hiện tại nên làm thế nào? Bổn vương có một vấn đề muốn hỏi đại nhân. Năm đó lúc phụ hoàng bệnh nặng, đã triệu kiến đại nhân và thái phó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phụ thân, hiện tại tình thế cấp bách, nếu chuyện này bại lộ, Giang gia rất khó bảo vệ bản thân. Tiêu Mặc chắc chắn sẽ bỏ rơi con gái để tự cứu lấy mình. Mưu hại hoàng hậu là đại tội tru di cửu tộc. Hoàng thượng quả là nhẫn tâm. Năm đó tiên đế bệnh nặng, đã lệnh cho vương thái phó và thần soạn ra một bản chiếu thư, truyền ngôi cho tam hoàng tử Đoan Vương. Tiêu Mặc biết vương thái phó tính cách ngay thẳng, không chịu nhượng bộ, nên đã bí mật hạ độc ông ta. Thần bị hoàng thượng uy hiếp, bất đắc dĩ mới phải đọc chiếu thư giả trên điện Kim Loan. Những năm qua, thần ăn không ngon ngủ không yên, thần luôn cảm thấy hổ thẹn với tiên đế, hổ thẹn với vương gia. Hiện tại thần không mong muốn gì hơn, chỉ mong Giang gia có thể bình yên vô sự. Nếu sau này vương gia có chuyện cần đến thần, thần nhất định sẽ làm hết sức mình. Bổn vương hứa với ngài, chỉ cần bổn vương còn, Giang gia sẽ còn. Phụ thân, vậy người có manh mối về chiếu thư thật không? Bây giờ chỉ có tìm được di chiếu thật mới có thể giải quyết khó khăn. Hai người muốn mưu phản sao? Chỉ cần có chút sai sót sẽ vạn kiếp bất phục. Mưu phản ư? Mấy năm nay Tiêu Mặc hành động lộng quyền, dân oán thán khắp nơi, khiến cho nhiều đại thần trong triều bất mãn. Ta chẳng qua chỉ là lập lại trật tự thôi. Đại nhân không phản, cổ tộc chịu tội, tài sản của Giang gia sẽ bị tịch thu. Đại nhân phản, từ triều thần trở thành quốc trượng, gia tộc Giang thị vinh quang cả đời. Nhưng thần không dám lừa dối vương gia. Chuyện về di chiếu, thần quả thực không biết. Nô tỳ có tội, nô tỳ có tội. Nô tỳ không nên nhận tiền hối lộ của Đoan Vương Phi, hại chết hoàng hậu đương nương. Xin lỗi, nô tỳ có tội, nô tỳ tội đáng muôn chết. Khởi bẩm hoàng thượng, thượng y cục đã chỉ ra hoa tiên, chỗ bông này được tìm thấy trong y phục bị cháy của hoàng hậu nương nương, chứng cứ đầy đủ. Hóa ra là cô ta. Giang cẩm đi, ngươi thật to gan. Hoàng hậu trước giờ đối xử không tệ với ngươi, ngươi lại dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Nói đi, là ai bảo ngươi làm vậy? Là Đoan Vương. Ngươi nói gì cơ? Ngươi đừng ngậm máu phun người. Tiêu Triệt, ngươi tính tình hẹp hòi, ra tay độc ác. Vì căm hận vương gia nên đã nhiều lần dùng hình với ta, ép ta hại chết hoàng hậu. Tiêu Triệt, ngươi có dám phủ nhận không? Không phải, không phải. Lừa đảo, lừa đảo. Các ngươi đều là lừa đảo. Là ta có lỗi với hoàng hậu. Hung thủ thực sự là... Một khi uống loại thuốc này từ Tây Vực, không đến một nén nhang sẽ phát tác độc tố, chết ngay tại chỗ.
Cho dù Hoa Tiên muốn tạo phản cũng không thể nói được. Tiêu Mặc, không ngờ ngươi lại ra tay độc ác với Hoa Tiên như vậy. Đoan Vương, ngài uy hiếp ta che giấu chân tướng giúp ngài. Bây giờ ngài muốn giết bao nhiêu người nữa mới chịu dừng lại? Ngươi nói gì cơ? Thần phát hiện nguyên nhân gây cháy là do trong vòng mừng của Đoan Vương có một lượng lớn lưu huỳnh, mới khiến Phượng Tích Cung gặp hỏa hoạn. Ăn nói hồ đồ. Hoàng thượng, chuyện này ắt có ẩn khúc, xin hoàng thượng minh giám. Nhân chứng vật chứng đầy đủ. Người đâu? Nhốt Đoan Vương vào đại lao. Đoan Vương phi cấm túc trong lãnh cung, vĩnh viễn không được ra ngoài. Hoàng thượng, thả ta ra. Hoàng thượng minh xét. Bỏ ta ra. Bỏ ta ra. Hỗn sự, các người dám đối xử với bổn cung như vậy. Ta muốn gặp hoàng thượng. Hoàng thượng, rõ ràng ta đã làm theo lời của ngài rồi, tại sao ngài lại không chịu giữ lời, còn nhốt ta ở chỗ quỷ quái này? Ly Nhi, khoảng thời gian này ám ức cho nàng rồi, nhưng nàng cứ yên tâm, đợi tối nay Tiêu Triệt nhận tội, trưa mai bị chém đầu, trẫm sẽ lập tức thực hiện lời hứa với nàng, đưa nàng ra ngoài thành. Nhưng chỗ quỷ quái này ta không thể chịu nổi, dù chỉ một ngày ta muốn ra ngoài. Nghe lời đi. Trẫm đảm bảo chức vị chủ hậu cung này rất nhanh sẽ thuộc về nàng. Được, hoàng thượng hãy mang cho thần thiếp những thứ thần thiếp cần đến đây. Được. Canh chừng Giang Cẩm Ly, nếu cô ta cố tình gây rối thì không cần khách khí. Sau khi xử lý Tiêu Triệt và Giang gia, trẫm sẽ tiễn cô ta lên đường. Vâng, nô tài hiểu rồi. Đoan Vương Tiêu Triệt, người xúi dục Đoan Vương phi câu kết với thị nữ Hoa Tiên, khiến Phượng Tích Cung gặp hỏa hoạn, hoàng hậu mất mạng, cung nhân tử vong. Ngươi có nhận tội không? Ngươi cũng xứng ư? Ngươi chẳng qua chỉ là một con chó của Tiêu Mặc thôi. Đúng vậy, nhân vật nhỏ bé như ta còn có ngày được đích thân thẩm vấn vương gia. Như vậy, có lẽ cái chết năm đó của phụ thân ta ắt có ẩn khúc. Vương gia, chúng ta không thể ngồi yên chờ chết nữa. Ta có một cách. Chúng ta sẽ tương kế tự kế. Ta sẽ thừa nhận mình hại chết Vương Hoàng hậu, để ngài đoàn tuyệt quan hệ với ta. Không, không được. Tiêu Mặc đã đồng ý sẽ đảm bảo an toàn cho ta. Vương gia không cần phải lo lắng. Nếu nàng không chỉ ra ta, hắn sẽ không bỏ qua cho nàng đâu. Nàng cứ làm theo lời hắn nói, ta sẽ tự có cách. Vương gia có kế sách gì? Nếu vương gia không nói cho ta biết kế sách, ta nhất định sẽ không chỉ ra vương gia đâu. Kế hoạch Nguyệt Hạ còn liên quan tới cơ mật, ta không tiện tiết lộ. Chỉ là hôm đó ta nhất định phải ở trong đại lao. Nàng phải bảo vệ tốt cho bản thân. Nếu có nguy hiểm, sau khi trời sáng ta sẽ phái người cứu nàng ra ngoài. Tự nhiên, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ trả lại công đạo.
cho thế gian này và vương gia. Không thể đợi đến ngày mai, hôm nay mình nhất định phải cược một ván. Hiền Phi nương nương, mau lên, đi thôi. Đợi chút, xin Hiền Phi hãy giúp ta một chuyện. Giang Cẩm Ly, ngươi đừng được nước lấn tới. Đại nhân, điện hạ gọi ngài đến đó, không biết hối cải. Cứ tra tấn hắn tiếp cho ta, đừng để hắn chết là được. Người đâu, canh chừng hắn cẩn thận. Vâng. Vương gia, vương gia, vương gia, vương gia, vương gia, sao nàng lại đến đây? Chỗ này không tiện ở lâu, mau đi đi. Giờ ngọn ngày mai Tiêu Mặc sẽ chém đầu ngài. Bây giờ ta sẽ cứu ngài ra ngoài. Không, Từ Nhi, chuyện này cũng nằm trong kế hoạch Nguyệt Hạ. Đêm nay ta nhất định phải ở lại trong Đại La, thu hút sự chú ý của Tiêu Mặc. Như vậy ám ảnh vệ mới có thể trao đổi người trong cung với ít thương vong nhất. Ngài điên rồi sao? Bây giờ ngài vẫn còn trúng cổ độc, nếu lúc này ngài không đi, ngày mai ngài làm sao có thể trốn thoát được? Nàng nghe ta nói, cổ độc đã được giải rồi. Nàng tin ta đi, ngày mai ám ảnh vệ hoàn thành việc tráo đổi người, Thanh Y sẽ tạo ra một thế cục hỗn loạn để nhân cơ hội cứu ta ra ngoài. Vương gia có nắm chắc phần thắng không? Nàng yên tâm, sau khi nàng rời đi, Thanh Y sẽ đưa nàng đến biệt viện phía Tây. Ngày mai ta nhất định sẽ đến tìm nàng. Mau đi đi. Đi. Hoàng thượng, vương gia vẫn không chịu nhận tội. Cho dù thần đã tra tấn hắn bằng nhiều cách, bây giờ hắn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của người đâu. Tiêu Kiệt từng dẫn binh chinh chiến nhiều năm, nỗi đau thể xác đối với hắn mà nói thì chẳng là gì cả. Xem ra trẫm phải đích thân đến gặp hoàng đế rồi. A Triệt, đừng nhìn hoàng huynh với ánh mắt này, hoàng huynh không thích đâu. Hoàng huynh, ngươi cũng xứng với cách xưng hô này sao? Ta không xứng ư? Từ nhỏ ta đã bị phụ hoàng lạnh nhạt, mẫu phi ta cũng vì thế mới phải chịu khổ. Từ đó ta đã biết phải nắm chắc quyền lực ở trong tay. Tiêu Mặc, ta không phải huynh đệ của ngươi. Chuyện ta hối hận nhất chính là nhìn nhầm ngươi, nên 7 năm trước mới giao binh quyền cho ngươi. Im miệng. Nếu đã không còn tình huynh đệ thì trẫm cũng không cần phải nương tay nữa. Đúng, chính là dám vẻ hận đến xương tủy mà không thể làm gì được này. Trẫm chỉ muốn chà đạp ngươi, nghiền nát thành cát bụi.
Tiêu Mặc, ngươi chỉ có thể dùng loại thủ đoạn hèn hạ này để làm thỏa mãn những ảo tưởng viễn vông của ngươi. Hèn hạ ư? Ngươi thì thật ngạo mạn, nhưng ngươi càng như vậy, chấm lại càng hưng phấn, lại càng muốn chà đạp ngươi, khiến ngươi không thể đạt được điều mình muốn. Người ngươi yêu, quyền lực địa vị cũng như vậy. Tiêu Mặc, đời này bổn vương đầu đội trời chân đạp đất, quyết không khuất phục kẻ vô đức như ngươi. Tiêu Triệt, ngày mai trẫm sẽ cho ngươi đi gặp phụ hoàng. May là đốt đôi kịp lúc, nếu bị hoàng thượng tóm được, mấy cái đầu cũng không đủ chém đâu. Hôm nay đa tạ hiền phi đã giúp đỡ, sau này nếu người cần ta giúp đỡ, ta nhất định sẽ không chối từ. Mạnh gia ta không thích nợ người khác, hôm đó ngươi đã cứu ta, hôm nay coi như là hết nợ. Đoan vương đã nhận tội. Sáng ngày mai diễu hành trên phố, giờ ngọ chém đầu. Vâng. Hoàng thượng, Đoan vương phi chạy trốn rồi. Phế vật. Hoàng thượng, Đoan vương phi đã khống chế hiền phi để xuất cung, các cung nhân đều không dám làm ầm lên, bây giờ thì không rõ tung tích. Truy bắt toàn thành, một khi bắt được thì giết ngay tại chỗ. Vâng. Vương phi, là ta. Đi, mau đi theo ta. Vương phi, nơi này rất kín đáo, quan binh sẽ không tìm đến đây đâu. Vương phi cũng không cần lo lắng cho vương gia, thuộc hạ lấy mạng đảm bảo. Chỉ cần thuộc hạ còn sống, vương phi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chạy bộ, chạy. Hoàng thượng hạ lệnh, Đoan vương Tiêu Triệt tội ác tày trời, sát hại hoàng hậu, ý đồ mưu phản. Hôm nay diễu hành trên phố, giờ ngọ chém đầu trước cổng thành để cảnh cáo. Tiêu Triệt, ta sẽ cho ngươi biết
ai mới là chủ nhân của giang sơn này? Mau đi đi, giết cho ta. Vương gia, Tiêu Mặc, không ngờ đến cuối cùng chúng ta vẫn đi đến bước đường này. Hai người mau đi đi, đuổi theo cho ta. Gia cẩn thận, từ từ. Đánh trám người trong cung thế nào rồi? Vương gia yên tâm, đã xong hết rồi. Xin Vương Phi hãy chăm sóc cho Vương gia. Thuộc hạ sẽ đi tìm đại phu. Được. Trở về rồi. Trở về rồi. Ngài có đau không? Tự Nhi, nàng yên tâm, ta không sao. Vương gia, Vương gia, sao lại lạnh như vậy? Ngài mau tỉnh lại đi. Ngài tỉnh lại đi. Tiêu Triệt, ngài nghe rõ cho ta, ta không cho phép ngài chết. Ngài nghe rõ chưa? Ngài hãy kiên trì lên. Ngài nhất định phải kiên trì nhé. Một đám phế vật, nếu Tiêu Triệt không chết, các ngươi hãy mang đầu đến đây. Hoàng thượng bớt giận, nô tài đã phái người lục soát toàn thành. Không ngờ Đoan Vương đã xây dựng quân đội riêng. Giang Cẩm Ly, ngươi dám phản bội trẫm? Được, trẫm thành toàn cho các ngươi, cho các ngươi làm đôi phu thê ân ái trên đường đến Hoàng Tuyền. Mau thông báo cho phái Vô Tình, chỉ cần hai người họ xuất hiện thì giết chết ngay tại chỗ. Vâng. Vào đi. Vâng. Hoàng thượng bớt giận, trời lạnh rồi, người bên dưới khó tránh những lúc khiến người cảm thấy mệt mỏi. Chẳng không tìm nàng, nàng tự tìm đến tận cửa. Nếu không phải vì nàng ngu ngốc, Giang Cẩm Ly có thể trốn thoát. Đoan Vương có thể trốn thoát sao? Nếu không phải vì huynh trưởng của nàng, nàng nghĩ nàng có thể sống đến bây giờ sao? Đồ ngu xuẩn. Quả nhiên, trong chốn thâm cung này, không có trái tim mới có thể sống sót được.